Xin chào tất cả mọi người, mình là Nara Nguyễn và rất vui khi được gặp mọi người. Và nếu ai đang xem clip của mình là những đồng âm thì yeah yeah. Thì hôm nay mình sẽ đánh giá về một số những cái ưu điểm và nhược điểm của hai cái đôi BTS này. Và hôm nay mình sẽ không có review bất kỳ đôi giày nào cả, tại vì mình đã chuẩn bị cho một số cái video sau cho mọi người một số đôi giày mới, có những đôi Halloween cũng có, và một số mẫu mới của Nike. Và hôm nay mình sẽ quay lại và sẽ đánh giá về hai đôi giày này. Thì người ta nói cái gì cái hay trước cái dở sau đi. Thì cái hay trước á, thứ nhất ưu điểm của nó là cái gì? Đẹp, dễ phối đồ. Hai đôi này rất là dễ phối đồ, mình nói thiệt là mặc kiểu gì cũng phối được. Cái thứ hai nữa là cái phần offer bên trên á, mặc dù là có rất nhiều cái họa tiết trắng nó xen kẽ với màu đen, nhưng mà bù lại thì nó không có cái tạo cảm giác là các bạn làm cái gì đó hay là các bạn đi dơ hay là gì đó, nó sẽ kiểu đụng cái là nó sẽ dơ liền rồi những cái họa tiết này. Nhưng mà mình đã mang và không có. Và thậm chí cái đôi trắng này nè, mình chạy xe số móc những loại như Winner và Exeter thì mình không có cái bao bảo vệ. Và mình nói chung là mình dùng cái đôi này thì mình cảm thấy là từ trước giờ mình phải bao cái cần số móc lại để bảo vệ những cái đôi giày của trắng của mình. Thì tới đến đôi này thì mình buông luôn, mình không có. Và sau khi mà một thời gian mình nhận thấy là nó không có bị dơ. Và cái phần upper của cái đôi này á, nó là một cái chất liệu gì đó mà nó khiến cho mình cảm thấy là nó khó dơ lắm mọi người. Cái phần upper này á, nó giống như là dù vậy, mình cảm giác là nó khó dơ lắm. Đó là cái phần ưu điểm. Và ưu điểm á, thì mình cảm thấy thì đôi này nó còn một cái nữa, đó là cái về cái trọng lượng thì nó sẽ nhẹ, rất là nhẹ, mang vô cảm giác nhẹ và thoải mái hơn nhiều. Nhưng mà cái gì cũng tới hai ba cái ưu điểm rồi, bây giờ mình sẽ đi đến cái khuyết điểm. Khuyết điểm thì mình không có gọi là chê, nhưng mà mình cảm thấy là có một số điểm nó khi mà chúng ta thực nghiệm rồi á thì mình mới biết. Thì thứ nhất là gì? Nói về cái vệ sinh trước đi. Thì phần vệ sinh của hai đôi này nè, nó sẽ khó vệ sinh theo kiểu là các bạn sẽ chà cho nó sạch như mới thì nó sẽ khó. Tại vì cái phần đế này nè, nó mình gờ vào á, nó cảm giác là nó giống như là nó hơi rít tai một tí, nó hơi nhám nhám. Và cho nên là nó sẽ rất là dễ bám bẩn, mặc dù là mình đã cố gắng là hạn chế nó giờ dụng nước hay là những cái thứ nào đó nó sẽ làm dơ đôi giày của bạn, là mình đã rất rất hạn chế. Nhưng mà điều cuối cùng là nó vẫn dơ. Dơ theo kiểu là rất dễ dính dơ luôn á. Và mình đã có một ngày để lean đôi giày này và mang lại, thì lean thì nó theo mình đoán á, nó tầm khoảng 95% thôi. Nó cũng có những cái vết nó sẽ để lại trên cái phần đế của các bạn, cái phần này. Và nó khiến cho mình cảm giác là mình phải mang đôi này mình phải thận trọng một tí, chứ không có mang bừa được. Rồi cái thứ hai là do đôi giày quá kín cho nên nó sẽ bị hầm chân. Và cái cảm giác mà mình mang hai cái đôi này á, thì nó cho mình cảm giác là một tí á, mang hơi lâu một tí thì mình sẽ thấy nó hơi nóng nóng cái chân. Nó sẽ giống như là nó kín quá thì nó đâm ra nó sẽ bị hầm cái chân bạn. Thì lúc đó mình cứ mang đôi này á, mang khoảng tầm tiếng 2 tiếng là bắt đầu mình sẽ muốn là tháo nó ra một tí xong rồi mang nó lại cho cái thoáng thoáng cái chân mình. Thì cái đó là cái quan điểm của mình thôi, còn không biết là mọi người mang thì sẽ như thế nào. Đôi này á thì nó sẽ nhiều khuyết điểm hơn. Tại vì sao? Mọi người cứ để ý cái phần dây điện ở đây nè. Cái phần dây điện này đúng là lúc đầu thì nó là cái thời gian nó rất là đẹp, nhưng mà khi mình mang vào mình mới để ý một điều á. Cứ đi một hồi á, nè, nó sẽ cục dây điện nè, nó sẽ cong mớp méo rồi nó sẽ bị phình ra, rồi nó uốn lại, mình phải uốn nó lại cho nó ôm vào. Một hồi là bên này nó sẽ bị cong ra như vậy nè, đó. Thì
cái này á, mình do là mình đi thôi là nó đã tác động rồi, và nó sẽ bị cái phần mà ảnh hưởng nhiều nhất á, nhãn là phần này và phần này, thì nó chỉ là dây điện à, ở trong thì nó đồng thì nó sẽ bị cong qua cong lại, nếu như bạn đi bạn tác động lực vào thì nó sẽ bị cong thôi. Cho nên mình thấy là nó vừa là ưu điểm và cũng vừa là cái khuyết điểm. Nó không có phải là cố định sát vào để cho nó giữ nguyên cái form của cọng dây điện này tròn lúc như là mình mua giày vậy đó, thì mang được một lần thôi là nó móp mó rồi, đừng nói là mang hai ba lần. Nhưng mà nó sẽ ở mức độ là không có ảnh hưởng gì cả đâu, chạy do có thể là do mình là người quá cái cầu toàn, cho nên là mình thấy nó móp qua móp lại thì mình thấy nó vướng vướng mắt, nói chung là vướng mắt. Thì nói chung thì mình cảm thấy là nó vẫn ok, không có sao cả. Rồi đến cái phần mà lực đi của bạn, thì khi mà mình đi á, mình cảm giác cái phần này á, hai đôi giày, xin lỗi mọi người là mình chưa có link, do là mình muốn để cho mọi người thấy luôn tất cả để mọi người có được cái đánh giá chung. Thì cái phần lực á, mình cảm thấy khi mình đi đôi giày á, nó không có cái độ giống như trả lực nhiều, cho nên là cái phần mà cái bàn chân của các bạn á, cái phần này sẽ là phần chịu lực nhiều. Và mình lâu lâu mình đi cái đôi này, mình cảm giác mình có hơi cái đôi này nó hơi hơn lớn hơn một tí, cho nên là mình cảm giác là nó hơi bị căng cơ ở phần chân này nè, nhất đặc biệt là phần này. Thì mình cảm thấy là lúc mình đi á, toàn bộ lực của mình nó sẽ nằm ở đây, nó sẽ đè xuống mặt đất và dở chân mình lên, thì nó tạo cho mình cảm giác là mình khi mình đi mình biết luôn, mình cảm nhận được là trọng cái mọi cái sự tập trung lực của mình đó nằm ở đây, chứ không phải là phần gót hay là những đôi giày mà có đế boot hay là những cái đôi giày ôm chân. Thì đây là cũng là lần đầu mình mang những cái đôi kiểu waffle như thế này, thì không biết là mọi người có đánh giá như thế nào, nhưng mình thấy là ưu điểm cũng có, nhược điểm cũng có. Và đặc biệt á, cái ưu điểm mà ai cũng chấp nhận nó là đẹp, nhưng lại giá thành lại rất ok, thậm chí là ba phối màu các bạn mua cái cặp cũng không bằng tiền mà mua một đôi Adidas hay Nike. Thì đó là cái mà chúng ta nên ủng hộ để có những cái mẫu như thế này, để cho giày Việt của chúng ta nó rộng rãi hơn, nó phát triển nhiều hơn. À mà quên, nhắc mới nhớ, cái phần này nó cũng khá là bám bẩn nha mọi người. Nó lin thì cũng dễ, nhưng mà nó sẽ không lin trắng sạch được đâu. Rồi cái phần trơn trượt thì mình khi mà mang đôi này thì mình cảm giác là vẫn chưa có trơn trượt. Mình cũng có đi những cái mặt sàn trơn, và thậm chí là cái nền xi măng á, nó đóng rong rồi, mình đi rồi nhưng mà mình vẫn thấy là nó không có trơn lắm. Nó cũng không phải là rít, nói chung là mình sẽ đi cảm giác nó cũng bình thường. Các bạn sẽ không phải sợ là nó bị trượt cái út, xong rồi các bạn sẽ làm cái bạch, thì lúc đó thì hơi quê. Nhưng mà mình thấy thì ở đâu này thì không có. Và tổng kết lại, ưu điểm cũng có, nhược điểm cũng có, thì đó là những cái mà mình nêu. Thì không biết là mọi người khi mang có gặp phải giống như mình không, nhưng mà mình mong á là mọi người sẽ chấp nhận nó, tại vì chụp hình rất là đẹp. Mình thử rồi, cái dáng phía trước nó kiểu giống như mấy đôi giày mà tây á, nhìn rất là ok luôn. Và một lần nữa, mình là Nara Nguyễn, và đến cuối cùng thì mình cũng phải xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video sau, những đôi giày kế tiếp của mình. Và mọi người cảm thấy thích thú với những video của mình thì hãy để lại cho mình một like và một subscribe nhé. Xin chào mọi người.